Chị em lấy chồng năm chị em 14 tuổi. Đấy, chồng được 2 năm nay chị em mới sinh em bé. Vì lấy chồng bây giờ chị em khổ lắm, em thương chị em lắm. Em với chồng em thì kiểu bạn bè chơi thân với nhau, cũng không biết tại sao em lại lấy nữa. Bây giờ có thêm con rồi thì tiền bạc thì cũng rất là quan trọng, bởi vì phải mua tã mua sữa cho con nên là rất là thiếu thốn. Em lấy chồng lúc 15 tuổi, chồng em và em cũng ly hôn rồi. Trong 2 năm qua em không có gặp được con, không biết khuôn mặt của con giống như nào. Cảm giác của một người mẹ là đau đớn, đau đớn với lại con, nuôi với con. Em nghĩ là nếu mà em gặp con thì chắc là hạnh phúc. Có bố bố mẹ nó đó. Có bố bố của. Chưa đủ tuổi nên cho lấy. Mà bây giờ bố mẹ can thiệp cái đó thì lại mất người lắm. Lấy xong rồi thì lại bỏ. Vất vả cho bố mẹ lắm chứ. Ở cái huyện Kỳ Sơn này thì rất nhiều. Nhưng mà đặc biệt là ở cái xã Nà Ngoài này, học sinh lấy chồng, lấy vợ là tương đối lớn. Dân tộc Hâm Mông thì phong tục lấy chồng lấy vợ là bắt vợ kể cả trong năm học, nhưng mà cái dịp Tết Nguyên Tảng là nhiều nhất. Cần quy định rõ hơn đối với trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể ở địa phương và người có uy tín, lực lượng cốt cán ở thôn bản, thì làm sao phát hiện sớm để đồng hành động viên cùng cả hai gia đình, cả nam và nữ, để phân tích cho các cháu nó hiểu được. Mình học một mình rồi mình nghĩ đến bạn bè đang học, đang chơi thì mình hối hận. Lời ru buồn nghe. Con một tháng để ở nhà cho ông rồi em đi làm. Thế đừng lại là 200.000 ạ. Lời trồng sớm làm gì để lời xuống.